Thưa quý vị, với phương châm để ai cũng có Tết, dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các cấp các ngành trong tỉnh đã huy động nhiều nguồn lực quan tâm chăm lo cho gia đình chính sách, người nghèo và các đối tượng yếu thế. Nhiều hình thức thăm hỏi, chúc Tết, tặng quà, tổ chức phiên chợ yêu thương, ATM gạo đã góp phần giúp người dân, nhất là những hoàn cảnh khó khăn, đón Tết vui tươi hơn. Gần 99% gia đình chính sách đã có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân tại nơi cư trú. Tuy nhiên, mỗi dịp Tết đến, các cấp chính quyền luôn ưu tiên quan tâm, hỗ trợ gia đình chính sách để Tết thêm đủ đầy. Tết Quý Mão năm 2023, với khoản trợ cấp 1 triệu 600 ngàn đồng dành cho thương binh và hơn 14 triệu đồng tiền lương hưu được nhận gộp 2 tháng, ông Lê Văn Hai ở xã Hòa Long đón Tết khá tươm tất. Không chỉ đủ đầy về mặt vật chất, ông Hai cũng cảm thấy ấm lòng khi được sự quan tâm từ nhiều phía. Năm nay thì nhà nước quan tâm thật sự là nhiều, là so với năm ngoái thì nhiều hơn. Bây giờ cụ thể rồi về nhà nước, chế độ nhà nước và các cơ quan ban ngành cũng quan tâm đến thăm hỏi rồi tặng quà. Tết Quý Mão năm 2023, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trích từ nguồn ngân sách gần 66 tỷ đồng để tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, trợ cấp Tết cho các đối tượng, cán bộ công nhân viên chức, lực lượng vũ trang, người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội. Tiền trợ cấp được bố trí và chi sớm để những người thụ hưởng được kịp thời sắm sửa Tết. Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc các cấp và tổ chức thành viên cũng vận động hơn 60 tỷ đồng để tổ chức các chương trình chăm lo Tết. Rất là vui và hân hạnh cũng như là được đón tiếp đoàn của lãnh đạo tỉnh đã quan tâm, thăm hỏi, chia sẻ, động viên đến cho toàn thể ban giám đốc của Trung tâm Nhân đạo và động viên ủng hộ về cho các trẻ mồ côi cơ nhỡ tại mái ấm Hồng Quang. Thì đây là một cái nguồn hết sức là quý báu và động viên về tinh thần cho các thầy rất là nhiều. Không chỉ hỗ trợ bằng tiền, bằng những phần quà, tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, sự sẻ chia để cùng có Tết được thể hiện bằng nhiều cách. Với sự góp sức của cả cộng đồng như hỗ trợ bằng những chuyến xe đưa công nhân về quê ăn Tết, tổ chức Tết sum vầy, tổ chức phiên chợ yêu thương, phiên chợ không đồng, ATM gạo miễn phí. Lần đầu tiên là thấy được những cái lãnh rất là nhiều quà của ban mặt trận và để cho gia đình chúng tôi hưởng một cái Tết năm nay là rất là đầy đủ, quá đầy đủ, có thể là dư thừa xài trong một vài tháng, trong có thể cả năm nữa nếu mà xài tiết kiệm này nọ. Hoàn cảnh tôi bệnh tật là tôi không đi được, không làm được việc nặng. Bây giờ là có gạo ở cái in về là cho về Tết là tôi rất mừng. Muốn là cái cây gạo này là phải cho có thật nhiều để giờ giúp hoàn cảnh khó khăn cho bà con với cho chúng tôi. Về phía công đoàn các cấp đã trích từ nguồn quỹ công đoàn hơn 25 tỷ đồng để chăm lo trợ cấp Tết cho hơn 60.300 lượt công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, nhất là người lao động mất việc, giảm thu nhập, lao động ở các khu nhà trọ, lao động không về quê ăn Tết. Hơn 350 người lao động cũng được hỗ trợ vé xe hoặc doanh nghiệp tổ chức chuyến xe về quê ăn Tết.